Tuần tự nhập vào bốn định vô sắc, tịnh lự, vô lượng, vô sắc, điều phục tâm được nhu nhuyễn rồi, tu bốn niệm trụ, tuần tự cho đến tám chi thánh đạo, do vậy phát sanh các pháp không vô tướng, vô nguyện, tùy theo họ ưa thích, đều làm cho đầy đủ và chứng được quả tam thừa. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này an trụ bố thí Bà La Mật Đa, tự mình tu tịnh lự, cũng khuyên người khác tu tịnh lự, thường tự mình khen ngợi pháp tu tịnh lự, vui mừng khen ngợi người tu tịnh lự. Như vậy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát an trụ bố thí Bà La Mật Đa khuyên các hữu tính xa lìa tán loạn tu các tịnh lự được lợi ích lớn. Lại nữa, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát an trụ bố thí Bà La Mật Đa thấy các hữu tình ngu si điên đảo, sanh lòng thương xót, khuyên bảo họ: nguyên nhân nào các ngươi không tu bát nhã lại ngu si điên đảo luân hồi sanh tử? Người ấy trả lời: chúng tôi do thiếu thốn của cải nên đối với bát nhã không tu tập được. Bồ Tát bảo: ta sẽ bố thí cho các ngươi để được đầy đủ, không bị thiếu. Các ngươi nên nhận lấy. Trước hết tu bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự được viên mãn rồi, nên quan sát kỹ thật tướng của các pháp. Tu hành bát nhã Bà La Mật Đa, nghĩa là hiện tại nên quan sát kỹ xem có chút pháp nào có thể đắc không, nghĩa là ngã, hữu tình, vân vân, nói rộng cho đến người biết người thấy có thể đắc không. Sắc cho đến thức, nhãn xứ cho đến ý xứ, sắc xứ cho đến pháp xứ, nhãn giới cho đến ý giới, sắc giới cho đến pháp giới, nhãn thức giới cho đến ý thức giới, nhãn xúc cho đến ý xúc, các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm chuyên sanh ra, địa giới cho đến thức giới, nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, các pháp theo duyên sanh ra, vô minh cho đến lão tử, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, bố thí cho đến bát nhã Bà La Mật Đa, pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không, chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, thánh đế khổ tập diệt đạo, bốn niệm trụ, cho đến tám chi thánh đạo, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, tám giải thoát cho đến mười biến xứ, tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, cực kỳ địa cho đến pháp vân địa, pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tà Ma địa, năm loại mắt, sáu phép thần thông, mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 32 tướng, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề, tất cả hạnh Đại Bồ Tát, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Xét kỹ mỗi một pháp đều có thể đắc không? Các hữu tình kia đã được của cải khỏi vị thiếu thốn, đi theo lời Bồ Tát dạy, trước hết tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, được viên mãn rồi. Lại quan sát kỹ thật tướng các pháp, tu hành bát nhã Bà La Mật Đa. Khi quan sát kỹ như trước đã nói, thật tánh các pháp đều bất khả đắc, vì bất khả đắc nên không còn chấp trước, vì không chấp trước nên không thấy chút pháp có sanh, có diệt, có nhiễm, có tịnh. Người kia đối với các pháp vô sở đắc, đối với tất cả chỗ không sanh phân biệt, nghĩa là không phân biệt đây là địa ngục, báng sanh, cõi quỷ, Atula, trời người, cũng không phân biệt trì giới, phá giới, cũng không phân biệt phàm phu, thánh giả, cũng không phân biệt đây là dự lưu cho đến đây là Bồ Tát, chư Phật, cũng không phân biệt hữu vi, vô vi, vân vân. Người kia do không phân biệt như vậy nên tùy theo chỗ thích ứng tuần tự chứng đắc thánh quả của tam thừa. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này an trụ bố thí Bà La Mật Đa, tự mình tu bát nhã cũng khuyên người khác tu bát nhã, thường tự mình khen ngợi pháp tu bát nhã, vui mừng khen ngợi người tu bát nhã. Như vậy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát an trụ bố thí Bà La Mật Đa khuyên các hữu tình siêng năng tu bát nhã, làm cho họ được an vui thủ thắng hoàn toàn. Lại nữa, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát an trụ bố thí Bà La Mật Đa, tự mình hành bố thí cho đến bát nhã Bà La Mật Đa, cũng khuyên người khác hành bố thí cho đến bát nhã Bà La Mật Đa rồi, lại thấy hữu tình luân chuyển trong các đường, chịu khổ sanh tử, chưa được giải thoát. Bồ Tát vì muốn giúp cho họ giải thoát khổ sanh tử, nên trước dùng các thứ của cải, sau đó bằng phương tiện thiện xảo, dùng các pháp vô lậu xuất thế mà giáo hóa họ. Các hữu tình kia đã được của cải, không bị thiếu thốn, thân tâm mạnh mẽ, có thể an trụ pháp nội không, cho đến pháp vô tính, tự tính không, có thể an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, có thể an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, có thể tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo,
có thể tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, có thể tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, có thể tu tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, có thể tu tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, có thể tu cực hỷ địa cho đến Pháp Vân địa, có thể tu pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tà Ma địa, có thể tu năm loại mắt, sáu phép thần thông, có thể tu 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, có thể tu đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, có thể tu pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, có thể tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có thể tu vô lượng vô biên các Phật pháp khác. Các hữu tình kia do được pháp vô lậu nhiếp thọ nên giải thoát sanh tử, được vui niết bàn. Thiện hiện nên biết đại Bồ Tát này an trụ bố thí Bà La Mật Đa, tự mình hành các thắng pháp vô lậu, cũng khuyên người khác hành các thắng pháp vô lậu, thường chân chánh khen ngợi hành các thắng pháp vô lậu, vui mừng khen ngợi người hành các thắng pháp vô lậu. Như vậy này thiện hiện, các đại Bồ Tát an trụ bố thí Bà La Mật Đa đem pháp vô lậu nhiếp thọ hữu tình làm cho thoát khổ sanh tử, được vui niết bàn. Lại nữa này thiện hiện, các đại Bồ Tát an trụ bố thí Bà La Mật Đa thấy các hữu tình không nơi nương tựa, chịu nhiều khổ não, thiếu thốn tài vật, thiếu thốn của cải, sanh lòng thương xót an ủi họ: ta có thể vì các ngươi làm chỗ nương tựa cho các ngươi được giải thoát các việc khổ não. Các ngươi cần y phục, thực phẩm và các tài vật khác đều tùy ý xin, ta sẽ cung cấp tùy theo sở thích để các ngươi được lợi ích an vui lâu dài. Thì các ngươi nhận vật của ta bố thí, xem như lấy của mình, chớ tưởng của người khác. Vì sao? Vì ta ở trong thời gian dài chứa nhóm tài vật cũng vì muốn cho các ngươi được lợi ích. Ngày nay các ngươi đem tâm vô ngại đối với tài vật này tùy ý nhận lấy. Lấy rồi trước nên tùy ý mình thọ dụng, tu các thiện nghiệp, sau đem vật này thí cho các hữu tình, cũng làm cho họ tu theo điều thiện. Nghĩa là làm cho họ tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, Ba La Mật Đa, cũng độ họ an trụ pháp nội không, cho đến pháp vô tính, tự tính không, cũng độ an trụ vào chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, cũng độ an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng độ tu hành 37 pháp phần bồ đề, cũng độ tu hành 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, cũng độ tu hành 3 pháp môn giải thoát, cũng độ tu hành 8 giải thoát cho đến 10 biến xứ, cũng độ tu hành tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, cũng độ tu hành cực hỷ địa cho đến Pháp Vân địa, cũng độ tu hành pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tà Ma địa, cũng độ tu hành năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng độ tu hành 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng độ tu hành đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, cũng độ tu hành pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, cũng độ tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng độ tu hành vô lượng vô biên các Phật pháp khác. Thiện hiện nên biết các đại Bồ Tát này giáo hóa các hữu tình như vậy rồi, tùy theo sở thích của họ, dạy họ tu tập các pháp vô lậu, trụ quả dự lưu hoặc quả Nhất Lai cho đến, hoặc trụ quả độc giác Bồ Đề, hoặc trụ quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Như vậy này thiện hiện, các đại Bồ Tát tu hành bố thí Bà La Mật Đa dùng phương tiện thiện xảo thành thục hữu tình, giúp họ giải thoát đường ác sanh tử, để duyên hóa độ, làm cho chứng được niết bàn của tam thừa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: bạch Thế Tôn, làm thế nào đại Bồ Tát tu hành tịnh giới Bà La Mật Đa và các đạo đại bồ đề khác của Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo thành thục hữu tình? Phật dạy: này thiện hiện, có đại Bồ Tát khi tu hành tịnh giới Bà La Mật Đa dùng phương tiện thiện xảo thấy các hữu tình bị thiếu thốn tài vật, phiền não dẫy đầy, không tu thiện được, Bồ Tát thương xót bảo: nếu các ngươi vì sự thiếu thốn tài vật của cải không tu thiện được, thì ta sẽ cung cấp tài vật cho các ngươi. Các ngươi không nên sanh ác nghiệp phiền não, nên chân chánh tu học các thiện pháp bố thí, vân vân. Đại Bồ Tát này an trụ tịnh giới Bà La Mật Đa đúng pháp giáo hóa các loài hữu tình. Nếu có người tham lam thì dạy tu bố thí đối với thân mạng tài vật không đến tiếc. Người phá giới dạy tu tịnh giới, nên chân chánh thọ trì 10 thiện nghiệp đạo, an trụ luật nghi giới, không phá, không hủy, không uế, không tạp, cũng không chấp thủ. Người sân giận dạy tu an nhẫn, dù bị hủy nhục gia hại, tâm không biến đổi. Người biếng nhác dạy tu tinh tấn, tu các thiện pháp như chữa lửa, đầu cháy. Người tán loạn dạy tu tịnh lự,
Tâm thường vắng lặng, lìa các loạn động, người ngu si dạy tu diệu tuệ, người chấp trước, dạy quán pháp không. Đối với các công đức khác, người nào còn thiếu sót, dạy họ siêng năng tinh tấn tu bồi những công đức ấy. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát, hàn trụ tịnh giới Bà La Mật Đa, thành thục hữu tình dùng phương tiện thiện xảo, độ họ giải thoát các đường ác khổ hoặc giúp họ chứng đắc niết bàn của tam thừa. Thiện hiện nên biết đại Bồ Tát nào tu hành bốn Bà La Mật Đa khác và các đạo đại Bồ Đề khác của Bồ Tát, tất cả đều dùng phương tiện thiện xảo và đem tất cả thiện pháp thành thục hữu tình hoặc độ họ giải thoát các đường ác khổ hoặc giúp họ chứng đắc niết bàn của tam thừa. Mỗi mỗi nói rộng như pháp bố thí ở trước.